Mì hoành khô. Xong rồi mì khô luôn. Mì cá chị? Rút đi. À, con mì con số 1 đó. Đây, nước kia thì gọi vào đây. Còn lớn cá không mở. Rồi. Quý vị muốn mua đông trùng hạ thảo Đà Lạt, xin liên hệ số hotline 090 140 9466. Các sản phẩm từ đông trùng hạ thảo Đà Lạt được phân phối chính thức bởi Kiên Sài Gòn Travel, cam kết đảm bảo nguồn gốc xuất xứ, chất lượng, hàm lượng dược chất, nhận giao hàng toàn quốc. Rồi, mến chào tất cả quý vị các bạn. Sáng hôm nay bây giờ là 7 giờ sáng nha quý vị. Hiện tại thì Kiên đang có mặt ở ngay ngã tư đường Nguyễn Công Trứ và đường Ký Con ở bên quận 1 nha các bạn. Đây là cái ngã tư Nguyễn Công Trứ và Ký Con này. Đó. Hôm nay đi qua đây để chia sẻ gửi đến quý vị các bạn một cái quán. Quán này là quán mì gia truyền. Mì gia truyền, hủ tiếu, mì cá. Rất là nổi tiếng ở trên con đường Ký Con, quận 1 các bạn. Quán này thì mình ngày nào mình đi ngang qua quận 1 thì mình thấy là khách rất là đông, đông nghẹt khách luôn các bạn. Quán này là đông nghẹt khách luôn. Bữa nào đi ngang qua thấy là đông, rất là đông khách. Đó. Đây là Kim vào đây ăn thử và quay chia sẻ với quý vị các bạn cái quán này nhé. Quán bán cũng khá là lâu đời rồi. Bây giờ Kim sẽ mời quý vị các bạn hãy cùng vào trong ha. Đây quý vị các bạn cứ nhớ là ngay góc ngã tư đường Nguyễn Công Trứ và đường Ký Con. Thì cái quán của chúng ta ở đây là ở đây có hai quán, một cái quán ở bên kia là Hà Ký, còn cái quán bên này là quán mì gia truyền. Mì gia truyền, hủ tiếu mì cá này, hủ tiếu mì Hoành Thánh này, bún gạo này. Ở đây là địa chỉ là số 70 Ký Con các bạn. 70 Ký Con. Ở bên này là phường Nguyễn Thái Bình, quận 1 nhé. Bây giờ Kiên sẽ mời quý vị các bạn hãy cùng vào trong khám phá quán ở đây ha. Đó. Đó. Đây là cái mặt tiền của quán này các bạn. Mì gia truyền, hủ tiếu mì cá, hủ tiếu mì Hoành Thánh, bún gạo, hủ tiếu mì khô, há cảo, xíu mại. Địa chỉ là số 70 Ký Con, quận 1 các bạn. Quán không có chi nhánh nha. Hoành cá heo. Rồi, giờ Kiên sẽ mời quý vị vào trong nha. Con chào chú. Rồi, chào con. Chú ơi, quán nhà mình bán được lâu chưa chú nhỉ? Bán trên 30 năm. Dạ. Ở đây mình bán từ mấy giờ vậy chú? 6 giờ sáng tới 1 giờ trưa. Dạ. Vậy là ngày nào cũng bán, có nghỉ ngày nào không chú? Ngày nào cũng bán hết. Dạ. Đây, chú chủ đang khá là bận gọi là tiếp khách nên là mình sẽ quay một số hình ảnh quán bán chia sẻ với các bạn nhé. Ở trong kia thì đó quý vị thấy là có cô với lại chú đứng ở trong cái quầy đồ ăn đó làm cho khách các bạn. Ở ngoài này thì các bạn thấy là có sợi hủ tiếu mềm này, có sợi bún gạo này. Nói chung là cái không gian bên trong cũng hơi chật một xíu nên là mình đứng ở ngoài này quay cho các bạn xem. Trước khi mà các bạn đến đây thưởng thức thì các bạn xem một số hình ảnh nhé. Quán bán là trên 30 năm rồi.
có. Tô mì bún gạo 2 độ. Ở đây là đa số là khách ăn hủ tiếu mì khá nhiều. Nói chung là nhiều món. Trong cái nồi nước chung các bạn thấy không? Đó. Ở đây cái giờ đông khách ở đây là giờ đúng là giờ 7 giờ đến 8 giờ. À, hai cô chú đây làm mà không kịp không? Tiểu sườn phải. Đây xem cô làm trong này. Cái này là có há cạo lắm mà này, há cạo. Cái này có thịt heo sắt này, thịt sắt. Trong này có cá này các bạn này. Cá rồi có gan, có tim. Đây vào đây xem chị làm quá. Này là mì tươi chị ha. Dạ đúng rồi. Dạ. Yeah. Đây là há cảo hả cô? Dạ, há cảo xíu mại. Há cảo xíu mại. Cái này một phần là bao nhiêu cô? 30 ngàn. Một dĩa là 30. Một dĩa là 30. Dạ. Hấp dẫn, nó thơm quá. Đây là hủ tiếu mì cá này. Dạ đúng rồi. Thank you.
Này là nồi gì vậy ha? Sườn kho la ru. Sườn kho la ru. Cá mì đủ không la lắm. Tí mì đủ mì cá. Tương và tương ăn à. Tương ớt. Xíu mại là một chén bao nhiêu cô? Dạ, 17 ngàn. 17 ngàn một chén. Sắp chết rồi các bạn. Dưới kia là có mì. Đây nặng mấy chén hoàng. Ba lớn nhỏ còn nước bạn ơi. Chị ơi, hai mì cá heo với chị. Ba lớn nhỏ còn nước bạn. Ngày của thứ ba nè. Cái gì bạn? Cá không vậy? Con mình cháy có ba.
có nói chú nó gì là biết rồi. Rồi một tô nó mới lóc. Bây giờ đang giờ khách rất là đông. Anh chị làm không kịp bán luôn. Rồi chỉ có mì Quỳnh Khô mình đại khá thôi. Cái mì khô. Mì Quỳnh Khô. Đây quý vị và các bạn, mình gọi một cái tô hủ tiếu mì cá đầy đủ các bạn này. Đây, đây có tim này, có thịt heo này, và cái này là cá này các bạn này, đó, cá này, đó. Ở trên là có thêm cái này là rau salad này, hành lá, đó. Này là cá này, cá ở đây là cá tươi nhá, người ta bỏ lên trên, sau đó thì cho nước lèo lên, thì nó sẽ vừa chín tới các bạn. Nó vừa chín tới mà ra nó rất là ngọt nhé. Cái này là sợi hủ tiếu này, sợi mì tươi, sợi hủ tiếu mềm bên dưới này, đó. Thơm lắm. Cái nước lèo đây các bạn thấy nó hơi đục đục một xíu ha. Lèo thì nó hơi đục một xíu.
để có gan đây bên này, gan, gan tim, rồi thịt heo sắt. Mời các bạn nha. Ăn thử cái nước lèo đây xem nào. Ở đây ăn có kèm theo bánh mì, có quẩy với lại bánh mì. Bên này có mình chén xì dầu. Tương với xì dầu. Này là giấm này. Này là tương ớt này. Này là làm nước chấm rồi. Đầu tiên là cái nước lèo ở đây là cảm thấy là ăn nó một cái vị ngọt thanh các bạn. Ngọt thanh là nó nước lèo ăn rất là ngon. Đây là sợi mì, mì tươi các bạn. Mình ăn thử nhé. Cái sợi mì nó rất là dai. Nó rất là dai, giòn giòn lắm ạ. Nhìn sợi mì nó bóng rất là đẹp ha. Đây là cá các bạn ạ. Cá này là vừa chín tới luôn. Bỏ nhan thử cá nha. Các bạn này. Cá này ăn nó ngọt. Ăn nó ngọt của nó tươi đúng không ạ? Cá này là cá tươi người ta sắt ra rồi là khi mà bán là người ta mới bỏ lên chén mà cho nước lèo lên thì nó vừa chín tới luôn nên là giữ được cái độ ngọt của thơm. Cái sợi hủ tiếu bên dưới này các bạn này. Này là hủ tiếu mềm. Cái tô này thì nó cũng vừa vừa thôi, không có tốt. Đây mình cho một xíu nước giấm lên trên này. Đây mình ăn thêm thì mình có thể gọi thêm chén cá này hoặc thêm chén thịt đồ ăn nha các bạn. Ừ.
Khách đông mà hết chỗ ngồi. Hôm nay là vắng. Bên dưới là có thêm giá nữa, rau cái giá với lại cà lách. Hai mì khô cá một lớn, ba khô đủ, hai nhát cá, bốn dầu cá. Rồi quý vị các bạn ơi, vừa rồi thì Kiên cũng đã quay và thưởng thức một cái tô hủ tiếu mì cá ở đây. Phải nói là rất là ngon các bạn. Quán rất là đông khách, không có chỗ ngồi luôn á. Mình đi vào cái giờ tầm 7 đến 8 giờ là khách đông lắm. Địa chỉ đây số 70 đường Ký Con, bên này quận 1 nhé. Rất là cảm ơn tất cả quý cô chú ý chị các bạn đã quan tâm theo dõi video này nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở trong những video sau. Chúc quý vị xem video vui vẻ và đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để nhận được những video mới nhất mỗi ngày nhé. Ở đây là khách đi xe hơi ăn nhiều lắm. Rồi, xin chào quý vị nhé. Hôm nào thì mình sẽ qua cái quán hủ tiếu mì cá Hà Ký ăn thử nhé. Ăn thử hai quán ở đây. Quán này đó cũng nhìn khá là nổi tiếng và ngon. Chào tạm biệt mọi người, mình là Kiên. Nhớ bấm đăng ký để xem thêm nhiều clip về những địa điểm ăn uống của mình mỗi ngày nha.